Xin chào mọi người đã quay trở lại với An trong một loạt các video clip hóa học các loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Trước mặt mọi người hôm nay đang là một chai nước hoa đến từ nhà Dividop với tên là Cool Water. Thì hôm nay sẽ không review bất kỳ một loại mỹ phẩm nào hết mà sẽ là trên tay và review một chai nước hoa. Thì cái chai nước hoa này đã được An sử dụng nửa tháng nay rồi. Đây là quà tặng sinh nhật của một người bạn đã tặng cho An. Thì sau nửa tháng sử dụng thì An mới có một vài cái cảm nhận và mới dựng cái video này lên. Thì rất mong là các bạn nào mà đang muốn mua cái chai nước hoa này thì khi xem được cái video của An thì có được một cái sự lựa chọn cũng như là một cái cân nhắc để quyết định mua cái chai nước hoa này ha. Đầu tiên là về cái thiết kế bên ngoài, thì như mọi người thấy là cái thiết kế bên ngoài là một cái hộp màu xanh dương mọi người ha, có ghi rất là đầy đủ thông tin ở phía ngoài. Thiết kế khá là đơn giản, không có gì đặc biệt hết. Và chai này với dung tích rất lớn, 200ml. Đây là một chai rất là bự nha mọi người. Lúc đầu An cầm cái chai này trên tay, An cứ sợ là sẽ dùng không hết, bởi vì An có rất là nhiều nước hoa. Nhưng mà đây là quà tặng sinh nhật cho nên là thành ra phải sử dụng thôi. Rồi, cái chai này sau khi mở hộp thì nó sẽ như thế này. Trước mặt mọi người đây là một cái hộp màu xanh và bên đây là một cái chai màu xanh dương đậm luôn. Chai dung tích rất là lớn mọi người. Đấy. Rồi, nói sơ qua về cái chai này ha. Đây là một cái chai với thiết kế màu xanh biển và đây là một cái nước hoa rất là nổi tiếng với phong cách tươi mát. Tuy vậy thì cái thiết kế của cái nhà Dividop Cool Water này nó không phải là điểm mạnh của cái chai nước hoa này. Ngoài cái hương thơm đặc biệt dành cho nam, được thiết kế đặc biệt dành cho nam, thì cái chai nước hoa này thiết kế đơn giản, chỉ là một cái chai hình chữ nhật màu xanh dương cao như thế này thôi. Đây có thể là một cái điểm mà cũng không có gì đặc biệt lắm, bởi vì thực ra thì chai nước hoa mình quan tâm về cái mùi hương hơn. Rồi, bỏ qua những cái điểm thiết kế của cái chai nước hoa này thì An sẽ nói về cái khung mùi hương của cái chai nước hoa này. Cái đây là cái chai nước hoa mang một cái mùi hương tươi mát. Đây là một trong những cái mùi hương mà nổi tiếng và bán khá là chạy, kiểu như một trong những cái chai nước hoa mà khi mà vào mùa hè mà nam giới họ lựa chọn thì họ thường lựa những cái khung mùi như thế này. Và cái hương đầu tiên của cái chai nước hoa này chính là mùi bạc hà và hương biển. Đầu tiên khi mà mọi người xịt lên á, thì mọi người thấy nó hơi nồng một tí xíu, bởi vì bên trong nó có pha một cái mùi bạc hà mạnh mẽ và hương biển. Nó rất là nặng mọi người, tức là kiểu như nó thơm nồng cái hương đầu tiên, nhưng mà sau đó thì khoảng 5 phút sau thì những cái tầng hương nồng đó nó đã biến mất và thay thế vào thì một cái lớp hương giữa mang đậm cái hương hoa phong lữ và tinh dầu hoa cam thảo nam tính. Ngoài ra thì cái mùi hương giữa này còn có thêm một cái điểm nhấn, đó là hoa nhài và gỗ đàn hương. Chính vì vậy mà ngoài cái hương thơm tươi mát của gió biển và bạc hà ra thì nó còn có mang một cái mùi vị gì đó rất là đậm, rất là nồng nàn và nam tính. Nhưng mà thực ra thì cái chai này nè, sử dụng ở mùa hè vẫn ổn, nhưng mà mình nghĩ là với cái tiết trời nóng như là ở Sài Gòn và nhất là vào mùa hè thì mọi người có thể sử dụng trong phòng máy lạnh thì tốt nhất. Tại vì nếu như mà ra ngoài thì xịt cái chai này nó vẫn ổn, nhưng mà mình thấy cái tầng hương của cái chai này nó vẫn hơi nồng quá ấy, mọi người. Khi mà cái mùi hương giữa đã bắt đầu bám chặt ở trên da rồi thì cái hương tiếp theo đó là hương tuyết tùng và rêu sồi. Đây là một trong những cái tầng hương nổi bật nhất lúc này. Nhưng mà cái hương thơm này thì nó lại giữ khá là lâu ở trên cơ thể cũng như là trên quần áo của mọi người. Và chính vì vậy mà khi mà mọi người ngồi ở trong máy lạnh thì cái tầng hương nó sẽ giữ được lâu hơn và lưu hương lâu hơn. Với cái mùi hương của cái chai nước hoa dành cho nam này thì sẽ giúp cho phái mạnh trở nên thoải mái và thơm mát một ngày dài luôn. Đặc biệt là những cái ngày mà thời tiết nóng như thế này nè,
mùa hè sắp tới rồi. Và với cái khả năng lưu hương của cái chai nước hoa này lên đến 6 giờ thì thực sự đây là một cái lựa chọn cũng khá là ổn. Bởi vì ngoài cái dung tích lớn ra thì cái mức giá của cái chai nước hoa Davidoff Water này nó còn là một cái điểm cộng nữa. Cái chai này bạn mình mua sinh nhật chỉ có 1 triệu mấy thôi. Ngoài ra thì An còn có thể recommend thêm một vài chai nước hoa nữa mà mọi người có thể sử dụng vào mùa hè và rất thích hợp sử dụng cho mùa hè ngoài cái chai này ra. Bởi vì sau nửa tháng sử dụng cái chai nước hoa này thì An cảm nhận là nó không có cái kiểu mùi ấy, nó không có quá nổi bật. Nó không có quá nổi bật, nhưng mà thực ra thì với các bạn mà sinh viên hoặc là thích những cái tông mùi đậm và nam tính như thế này thì có thể mua để sử dụng cho mùa hè cũng như là ngồi trong văn phòng. Thì bây giờ anh sẽ lấy thêm một vài chai nước hoa để review cũng như là recommend cho mọi người để mua và có thể sử dụng trong mùa hè nha. Mọi người đợi một tí xíu ha. Rồi, sau khi mà anh đã chuẩn bị thêm một cái vài chai nước hoa nữa phù hợp cho cái mùa hè thì như trước mặt mọi người thấy là một chai Dolce Gabbana Light Blue Italian Z phiên bản giới hạn năm anh nhớ là mua năm 2019 nè. Rồi cái chai Versace của chai Versace này mới được tặng sinh nhật năm 2022. Và cái chai Agua này của Bulgari là cũng ăn xài lâu lắm rồi. Giờ còn một xíu nè, coi như là kiểu bây giờ nó cũng hết hạn sử dụng luôn rồi á. Nhưng mà kiểu bây giờ ăn mua ăn xài thì coi như là xịt quần áo hoặc là xịt phòng thôi, cho thơm thôi. Chứ là đã ráng lắm rồi ấy. Kiểu như nhiều nước hoa quá thì thực ra mọi người thích nước hoa siêu tầm. Nếu như mà mọi người có điều kiện nha. Còn nếu như mà mọi người không có điều kiện thì mình nghĩ mọi người nên chọn đúng một mùi nào đó mà mọi người thích để sử dụng lâu dài thôi. Chứ đừng có như ai mua quá nhiều mùi như thế này, xài không hết. Khi nó hết hàng sẽ rất phí. Thì anh sẽ review, không, anh sẽ recommend tiếp một chai nước hoa nữa có thể phù hợp sử dụng trong mùa hè, đó là chai Dolce Gabbana Italian Z phiên bản giới hạn này. Mùi hương chủ đạo của nó là mùi hương cam chanh nha mọi người, cực kỳ tươi mát như mọi người biết rồi. Dolce Gabbana họ có rất là nhiều dòng dành cho nam và cái mùi thơm, cái mùi hương của họ thiết kế cho nam cực kỳ sang trọng và cực kỳ quyến rũ. Trong đó bán chạy nhất là cái dòng Dolce Gabbana Light Blue dành cho cả nam và nữ luôn, bán rất chạy vạn, nó yêu thích cái mùi hương đó ngay từ những khi mà anh còn sinh viên kìa, anh sử dụng tới bây giờ luôn. Đến khi mà họ có cái bản giới hạn này thì anh mới quyết định mua. Và như mọi người thấy đó, xài bao nhiêu năm mà cũng được có tí xíu như vậy, có nghĩa là khi mà xịt xịt đầu, xịt cổ, xịt tóc, xịt tay, xịt đủ thứ luôn mà nó vẫn không có hết. Quá nhiều mọi người. Đây cái chai này dung tích tới 125 ml. Còn nữa, một cái mùi nước hoa quốc dân mà mọi người có thể sử dụng vào mùa hè này đó là chai Versace. Đây, chai nước hoa quốc dân này. Xài cũng chưa hết nửa chai. Cái chai này là mình xài nhiều nhất nha mọi người. Được tặng vào năm 2022 mà thực ra thì anh thích cái mùi này quá cho nên là sử dụng liên tục. Và cái mùi này khi mà anh ngồi trong văn phòng á, ai cũng khen cái mùi này hết, đánh giá cái mùi này rất là cao. Và thực sự là anh hiểu lý do tại sao mà cái hãng Versace này họ thiết kế cái chai này mà họ bán chạy như vậy. Anh bỏ tiền mua cũng có và quà tặng sinh nhật cũng có, nhưng mà thực sự là xài nước hoa thì mọi người cũng nên chọn đúng một mùi của mọi người để mọi người có cái dấu ấn riêng. Đi đâu đó chỉ cần nghe đúng cái mùi nước hoa đó thì người khác có thể nghĩ ngay đến bạn, thì đó mới gọi là cái dấu ấn riêng nước hoa của mình. Còn nếu mà mua nhiều như thế này thì thực chất cũng chỉ để sưu tầm thôi. Và nếu nhà bạn có điều kiện thì sưu tầm thì được. Chứ còn ngoài ra nếu mà không có điều kiện thì nên mua đúng một mùi thôi. Và cái mùi Davidoff này của Coolwater này cũng tốt nha mọi người. Chai này nhiều lúc mà bạn tặng sinh nhật cũng như có 1,29 triệu thôi. Cái chai này thì là 2,5 triệu, lúc anh mua cái thời điểm nó ra mắt là 2,5 triệu. Xách tay từ nước ngoài về mọi người, đây là phiên bản giới hạn. Xách tay từ nước ngoài về. Còn cái chai này cũng 2,5 triệu luôn, toàn là những nước hoa mắc tiền thôi. Rồi, anh sẽ kết thúc video đây ha. Rất là mong mọi người khi xem được cái video này thì sẽ có những cái lượt like
đăng ký cũng như là ủng hộ lâu dài cho kênh của An để An có động lực phát triển thêm kênh ra nhiều video nữa. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ạ.